Thưa quý vị, đã qua hơn một năm thế giới phải sống trong đại dịch COVID-19 và ngành điện ảnh không phải ngoại lệ. Hàng loạt rạp chiếu phim phải đóng cửa, nhiều phim phải rời lịch chiếu, thậm chí còn chưa thấy được ngày phát hành. Đó là còn chưa kể đến việc các dự án phim đang sản xuất phải đắp chiếu. Còn ở Việt Nam, 3 đợt dịch bệnh COVID-19 tấn công là 3 lần người làm phim Việt lao đao. Thế giới và cả Việt Nam đang chạy đua để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ dân chúng. Vậy điện ảnh Việt Nam có liều vaccine nào để phục hồi được hay không? Câu trả lời sẽ có trong phần tiêu điểm trong bản tin ngày hôm nay của chúng tôi qua phần trình bày của biên tập viên Hoàng Linh. Xin cảm ơn anh Hoàng Nguyên. Để miêu tả một cách ngắn gọn về điện ảnh Việt suốt từ năm Covid thứ nhất cho đến nay thì có thể có 3 chữ để miêu tả, đó là chưa bao giờ. Chưa bao giờ doanh thu rạp chiếu lại giảm mạnh như thế. Theo Box Office Việt Nam, tổng doanh thu thị trường phim trong nước năm 2020 ước tính đạt 1.800 tỷ đồng, chỉ bằng khoảng 43% so với năm 2019, tức là 4.200 tỷ đồng. Chưa bao giờ số lượng phim Việt ra mắt tại rạp lại giảm nhiều như thế. Cả năm chỉ có 22 phim ra rạp, chỉ bằng một nửa so với năm trước, tức là 44 phim. Vâng, nghe thì rất là ảm đạm, nhưng mà chắc chắn phải có những điểm sáng, phải không anh? Đúng vậy. Bên cạnh những điều chưa bao giờ hơi tiêu cực, thì lại có những điều chưa bao giờ rất là tích cực. Chưa bao giờ lại có một phim độc lập làm nên hiện tượng phòng vé đến như vậy. Phim Ròm của đạo diễn Trần Thanh Huy sau khi đạt giải tại Liên hoan phim Busan đã quay về chinh phục khán giả trong nước với doanh thu có thể nói là kỷ lục với một phim nghệ thuật 63 tỷ đồng. Chưa bao giờ lại có một phim Việt đứng nhất phòng vé 4 tuần liên tiếp như Tiệc Trăng Máu của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Khán giả ùn ùn kéo ra rạp sau cơn khát phim Việt trong giãn cách xã hội. Tiệc Trăng Máu có doanh thu tổng là 180 tỷ đồng, leo lên top 3 tác phẩm nội địa có doanh thu cao nhất mọi thời. Và chỉ riêng hai bộ phim Ròm và Tiệc Trăng Máu thì đã chiếm 30% tổng doanh thu tất cả phim Việt trong năm 2020. Vâng, đúng là phim Việt hái quả ngọt trong thời kỳ gian khó. Và như tôi được biết thì trong thời điểm này đây thì cũng có một bộ phim mới ra mắt, tuy không lâu nhưng đã xô đổ rất nhiều kỷ lục của phim Việt từ trước đến nay, phải không anh? Chính xác, tôi đang nhắc đến phim Bố Già của đạo diễn Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng. Bộ phim dù bị hoãn chiếu vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nhưng khi trở lại rạp vào đầu tháng 3 và cho đến nay, theo số liệu mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật, đã lập nên kỳ tích phòng vé, thu về 200 tỷ đồng chỉ sau 9 ngày khởi chiếu, cao hơn bất kỳ phim điện ảnh nào của Việt Nam. Bộ phim đã thuyết phục khán giả trẻ và cả giới phê bình vì chất lượng cùng những thông điệp ý nghĩa ở đằng sau đó. Chưa bao giờ trong lịch sử màn ảnh Việt, bộ phim Bố Già thu về 30 tỷ đồng trong một ngày công chiếu, là phim có doanh thu trong một ngày cao nhất mọi thời đại. Bộ phim đưa khán giả đến một con hẻm ngập nước giữa lòng Sài Gòn với câu chuyện đời thường của những gia đình lao động. Lâu lắm rồi, khi theo dõi điện ảnh Việt Nam thì tôi thấy một bộ phim mà nó mang lại cho tôi nhiều cảm xúc như vậy. Một bộ phim được làm chỉnh chu với một kịch bản nó rất là sâu sắc. Chứ nó đâu sống trong môi trường này được. Cái môi trường này có cái vấn đề gì mà không được. Mọi thứ nó diễn ra một cách tự nhiên. Các cái ngôn ngữ thoại vẫn là cái ngôn ngữ mà chúng ta có thể tìm thấy xung quanh của mình. Hãy đi vào tiểu tiết, hãy đi vào những cái tiểu tiết nho nhỏ để khán giả cảm cái nhân vật cũng như là câu chuyện của họ. Trong cái bộ phim này thì có một hai cái trường đoạn khiến tôi rất là xúc động và tôi đã rơi nước mắt. Nhưng mà có một cái chi tiết mà tôi cảm thấy xúc động nhất, đó là chi tiết người con đã đấm vào cái cánh tường. Mình có cơ hội mình nên làm những cái nó hơi khó mà không phải ai cũng có thể làm được, để khán giả họ xem được những cái điều thú vị hơn. Rất là hoành tráng, mọi thứ rất là hoành tráng. Một cuốn sách nó dài, không thể nào tưởng tượng được hết. Rất là cực, tốn rất là nhiều công sức mọi người. Nó tốn đến 1 tỷ đồng, hơn 100 người trong 100 giờ có một shot gì. Từ cái đầu cầu Nguyễn Văn Cừ có cái cần cẩu, nó câu cái máy xuống với cái chân cầu, vừa xuống tới chân cầu phải có ông ba lên tháo liền cho kịp thời, xong rồi chạy xe điện á, chạy cái xe đó mà phải chạy khéo nha, tại vì cái sai cái là nó té. Mà muốn vô được cái nơi mà em và một số anh chị diễn viên nữa đang đóng á thì nó trải qua rất là nhiều khâu, chưa kịp tới mình nữa là đã cắt quay mo quay lại. Wow, amazing. Và với một dàn diễn viên mà họ đạt đến cái độ chính của bề mặt diễn xuất và được kể một cách nó nhuần nhị như vậy thì chắc chắn thì ở Việt Nam chúng ta hoàn toàn chinh phục được khán giả
hoàn toàn có thể lôi kéo được khán giả đến với rạp chiếu mà không e ngại bất cứ bộ phim quốc tế bằng tấn nào cả. Mỗi người một cuộc sống. Vâng, xem xong phóng sự vừa rồi thì tôi lại nhớ đến một số những bộ phim đã từng phá kỷ lục trước đó của phim Việt như là Hai Phượng, Cua Lại Vợ Bầu hay là Mắt Biếc. Đây đều là những bộ phim có cốt truyện nguyên bản và mang đậm nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Nhiều nhà phê bình điện ảnh cũng nhận xét rằng là chính trong những khó khăn thì các nền điện ảnh mới cho ra những tác phẩm lớn đủ sức nâng tầm nền điện ảnh của nước nhà. Và nói đến nâng tầm thì không thể không nhắc tới dòng phim nghệ thuật, phim độc lập của Việt Nam trong năm 2020 vừa qua đã gây tiếng vang lớn trên liên hoan phim uy tín của thế giới mặc cho bão Covid càn quét. Trong một năm, số lượng phim được chọn vào các liên hoan phim lớn trên thế giới từ châu Á chỉ đếm trên đầu ngón tay. Năm 2020, Việt Nam đã góp 5 phim trong số đó. Chuyện kể về một anh chàng nhân viên bán hàng một sáng thức dậy bỗng biến thành một con bọ khổng lồ. Mây Nhưng Không Mưa của Vũ Minh Nghĩa và Phạm Hoàng Minh Thi được lọt vào vòng dự thi chính thức phim ngắn của Liên hoan phim Venice, một trong 3 liên hoan phim lớn nhất thế giới. Chùm 3 phim ngắn, Dòng Sông Không Nhìn Thấy, Thiên Đường Gọi Tên, An Act of Affection, được chọn tranh giải ở Liên hoan phim Locarno, một liên hoan phim hạng A của châu Âu. Bộ phim Như Một Giấc Mơ khiến chúng tôi bị cuốn hút và choáng ngợp. Sự xuất hiện thường xuyên hơn của các nhà làm phim trẻ tại các liên hoan phim quốc tế này cũng tạo nên một cái hiện tượng và một cái câu hỏi cũng như một sự ngạc nhiên rất là thú vị đối với các nhà làm phim. Chúng ta đã dần dần đi ra khỏi cái khu vực vô danh của điện ảnh và chúng ta bắt đầu tham gia vào những khu vực quan trọng hàng đầu rồi. Dương Diệu Linh, một trong số những bạn trẻ nhận được giải từ liên hoan phim Locarno, đã có 2 lần được chiếu phim ở liên hoan này. Những năm trước thì năm nào mình cũng đi dự những liên hoan phim ở châu Á và châu Âu. Thì năm vừa rồi là không đi được liên hoan phim nào khác mà phải ngồi nhà qua máy tính. Tuy là gặp nhiều khó khăn nhưng mà bản thân mình thì mình thấy mình khá là may mắn vì mình đã kịp quay một cái phim ngắn trước Covid xảy ra. Vâng, đây là nấc thang lên thiên đường. Mọi người lên trên đó sẽ check in, chụp hình và sẽ có 1.000 like. Bản thân mình đang phát triển dự án phim dài. Phim của mình đang ở trong quá trình phát triển kịch bản. Khá là may mắn thì mình được chọn đi một số cái trại sáng tác. Lần đầu tiên là tháng 3 vừa rồi thì đã diễn ra rồi và cũng là trên online. Để có được những thành công trên, trong dịch bệnh, giới làm phim độc lập ở Việt Nam vẫn kiên trì với nhiều hoạt động hỗ trợ các nhà làm phim trẻ. Các khóa học làm phim ở TPD Hà Nội, talk show về chuyên môn điện ảnh tại Cinehouse thành phố Hồ Chí Minh hay workshop của Gặp Gỡ Mùa Thu vẫn diễn ra đều đặn online, thu hút hàng trăm bạn tham gia. Tất cả những cái vận hành, tất cả những hỗ trợ nó vẫn còn có ở đấy và rõ ràng là nó đang tiếp sức rất là nhiều cho những cái nhà làm phim trẻ. Các cái hoạt động phim ảnh một cách nào đấy đối với những bộ phim độc lập nó vẫn diễn ra. Cineha cũng tìm cách để mà thay đổi cái cách vận hành, ví dụ như là các cái lớp học online hay là các cái buổi talk online, và cũng nhờ vậy mà mình có thể chạm được đến rất là nhiều bạn. Là dịch nhưng mà việc làm phim của mình thì vẫn cứ phải làm bởi vì đấy là niềm đam mê của mình mà. Bản thân cái chuyện là để mà làm ra được một bộ phim đã mất quá nhiều thời gian và quá nhiều khó khăn, quá nhiều thử thách thì cái chuyện mà những cái khó khăn khách quan mà nó có diễn ra đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là thêm một cái khó khăn mà mình vẫn phải vượt qua vì cái mục đích cuối cùng của mình là để làm ra được bộ phim thì nó sẽ không thay đổi. Một cái tinh thần khá là đoàn kết ở trong cái giới làm phim ở cái thời điểm hiện tại, và mọi người đều làm chung với nhau những cái dự án rồi đi theo nhau, có thể chịu khổ cùng nhau ở những cái dự án mà nó rất là ít tiền chẳng hạn và rất là kiên nhẫn với nhau. Đó thì đó là một trong những cái đức tính cần thiết để nếu mà chúng ta muốn làm điện ảnh. Và tôi rất ấn tượng với những chia sẻ của nhà sản xuất Trần Thị Ngọc Bích vừa rồi. Trần Thị Bích Ngọc, xin lỗi. Trong phóng sự vừa rồi. Và tôi thấy là những khó khăn của dịch bệnh Covid-19 thì cũng chỉ là thêm một khó khăn đối với các nhà làm phim trong con đường thực hiện đam mê của mình. Đó là đem tới những bộ phim hay tới khán giả. Vâng, chính nhờ những lực như vậy mà chúng ta đã thấy là điện ảnh Việt trong hơn một năm qua, dù là dòng phim nghệ thuật hay là thương mại, đã liên tiếp đón nhận tin vui, vươn tầm cao hơn, vươn tới những điều chưa bao giờ tích cực. Vậy trở lại câu hỏi từ đầu, liều vaccine nào đã giúp điện ảnh Việt Nam vượt qua Covid-19 ngoạn mục như vậy? Đây là những câu trả lời. Có những bộ phim hay mới là vaccine để mà giải cứu nên điện ảnh Việt Nam hiện tại. Những bộ phim mà làm cho khán giả tin vào điện ảnh Việt, yêu điện ảnh Việt,
một cách tự nguyện chứ không phải một lời kêu gọi nào cả. Và người tiêm những liều vaccine đấy không ai khác chính là nhà làm phim. Chính bản thân của các nhà làm phim chính là cái liều vaccine đó, các bạn phải tự trau dồi bản thân, cái khả năng, cái kỹ thuật của mình, cái kiến thức của mình, để ngay cả khi mình gặp khó khăn thì mình vẫn có thể vượt qua được nó. Tôi nghĩ là vaccine là chúng ta phải nỗ lực thôi. Mỗi một cá nhân thì mình đều phải nỗ lực. Trong khi mình trông chờ một cái gì đấy thì bắt buộc là mình vẫn phải nỗ lực tìm ra cái con đường đi của mình. Vaccine mà chúng ta cần nhất hiện tại là cái vaccine để vượt qua cái tâm trạng, cái trạng thái tự ti để mà bước thẳng ra ánh sáng. Đúng như các nhà sản xuất, nhà phê bình và đạo diễn vừa chia sẻ, vaccine của điện ảnh Việt Nam nằm ở chính nội lực của đội ngũ những người làm phim Việt Nam. Nhân kỷ niệm 68 năm ngày điện ảnh Việt Nam, ngày 15 tháng 3 năm 1953, ngày 15 tháng 3 năm 2021, xin chúc cho những đội ngũ những người làm điện ảnh Việt Nam sẽ tiếp tục nuôi dưỡng khát khao, phát huy được sức mạnh nội lực mạnh mẽ của mình để cho ra nhiều tác phẩm điện ảnh vừa đạt được chất lượng nghệ thuật lại vừa chinh phục được khán giả đại chúng, thắp lên niềm hy vọng về một nền điện ảnh Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, sánh vai với các nền điện ảnh lớn khác trên thế giới. Đến đây tôi xin kết thúc phần trình bày của mình. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi.